Tại sao Stephen Hawking, người vô thần nổi tiếng, lại có tên trong một học viện giáo hoàng? Ủy ban Vatican ra mắt website bảo vệ trẻ em. Đức thượng phụ chính thống Bartolomeo được trao tặng giải thưởng đại kết. Tại sao Stephen Hawking, người vô thần nổi tiếng, lại có tên trong một học viện giáo hoàng? Chuyến thăm của giáo sư Stephen Hawking tới Vatican hôm 28 tháng 11 đã tạo nên nhiều hứng thú và tò mò cho nhiều người. Một vài người còn đặt nghi vấn rằng một nhà vật lý thiên văn học nổi tiếng theo chủ nghĩa vô thần đang làm gì tại nơi được coi là trung tâm của giáo hội Công giáo. Nhưng theo Vatican, Tòa Thánh không thấy điều gì bất thường trong sự kiện này. Hawking là một thành viên trong Học viện Giáo hoàng về khoa học, viện gồm 80 nhà khoa học hàng đầu thế giới, và Hawking là một trong những khoa học gia hiện diện tại Vatican trong cuộc gặp gỡ hàng năm của viện này. Trọng tâm của hội nghị năm nay là về khoa học và tính bền vững. Bản thân Hawking đã có một bài nói chuyện về nguồn gốc của vũ trụ, đề tài đã mang lại sự nổi tiếng cho ông cho tới ngày nay. Niềm tin tôn giáo, trong đó có Công giáo hay không phải là tiêu chí cần để trở thành thành viên của Học viện Giáo hoàng khoa học. Chủ tịch của viện Werner Arber, người trước đây đã lãnh giải thưởng Nobel y học, là một tín hữu tin lành. Và các thành viên của học viện gồm có người Công giáo, người vô thần, tin lành và một số tôn giáo khác. Chính sách mở đối với các thành viên tồn tại là vì Viện Hàn Lâm Giáo hoàng này vốn được coi là một nơi khoa học và đức tin có thể gặp gỡ và thảo luận. Đây không phải là một diễn đàn minh chứng đức tin, nhưng là một nơi có thể cho phép các cuộc thảo luận mở và kiểm nghiệm các thành tựu phát triển khoa học trong tương lai. Học viện được thành lập vào năm 1603 bởi Hoàng tử Federico Sesi với lời chúc lành của Giáo hoàng Clement thứ VII. Và người hiệu trưởng đầu tiên là Galileo Galilei. Khi Hoàng tử Sesi qua đời, học viện phải đóng cửa. Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã mở cửa lại vào năm 1847, nhưng sau đó lại bị sáp nhập với một tổ chức của Vương quốc Ý sau khi nhà nước của giáo hoàng sụp đổ. Vào năm 1936, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 thành lập lại học viện một lần nữa với tên gọi như hiện tại, cùng bản điều luật đã được Đức Giáo hoàng Paulo thứ 6 chỉnh sửa vào năm 1976 và Đức Giáo hoàng John Paulo đệ nhị vào năm 1986. Nhìn lại danh sách các thành viên của học viện của từng khóa qua các năm, ai cũng có thể tìm ra nhiều người trong số đó đều là chủ nhân giải thưởng Nobel. Một số đã gia nhập Học viện Giáo hoàng trước cả khi họ được trao giải, một số được nhận giải sau khi là thành viên của học viện. Vị trưởng ấn của học viện, Đức Tổng giám mục Marcelo Sanchez Sorondo, đã từng nói: khoa học gia là một danh từ để chỉ những người khám phá ra những điều mà anh ta đặt nghi vấn về đấng đã tạo ra những sự vật ở đó, và những người tin sẽ thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Tổng giám mục cũng nhắc đến việc Ngài đã từng hỏi Hawking bằng cách nào ông có thể tin rằng Thiên Chúa không tồn tại nếu ông đã kết luận điều này như một nhà khoa học hay dựa trên kinh nghiệm sống của mình. Và Tổng giám mục cho biết Hawking lúc đó đã thừa nhận rằng sự khẳng định của ông không liên quan gì tới khoa học. Đây chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện từ học viện chứng minh rằng Vatican không phải là kẻ thù của khoa học, nhưng là nơi tranh luận về những tiến bộ khoa học từ lâu mà nó vẫn luôn khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển tích cực của khoa học. Trong buổi hội nghị tại Cassina Pio thứ tư, giáo sư Stephen Hawking đã bày tỏ sự kính trọng dành cho Đức ông George Lemaître, Chủ tịch Viện Giáo hoàng Khoa học từ năm 1960 đến năm 1966. Trong bài phát biểu của mình, ông đã tuyên bố Đức ông Lemaître là cha đẻ của thuyết Big Bang, đồng nghĩa với việc ông phủ nhận nguồn tin phổ biến cho rằng cha đẻ của thuyết này là nhà vật lý học nhập cư Mỹ George Gamow. Ủy ban Vatican ra mắt website bảo vệ trẻ em. Theo Catholic Herald, Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ em và vị thành niên đã ra mắt trang web thử nghiệm bằng tiếng Anh. Bản beta này bao gồm những hướng dẫn địa phương trong việc ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục. Nó bao gồm cả những kinh nguyện hàng ngày cho các nạn nhân
và những người sống sót, cũng như những cách để liên hệ với các thành viên của ủy ban. Đường dẫn web là www.protectionofminors.va. Ủy ban cho biết trong một tuyên bố hôm 6 tháng 12, website cũng đang hoàn thiện phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Hội đồng các hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha đã xác định việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những ưu tiên cần thiết của giáo hội. Đề nghị này đã được đưa ra vào tháng 12 năm 2013, và Đức Thánh Cha Francisco đã tạo lập một ủy ban giúp ngài xem xét và hỗ trợ những giáo phận cùng các dòng tu trên khắp thế giới để đưa ra những hướng dẫn và những cách thức mục vụ giúp đỡ những nạn nhân và giải quyết các khiếu nại. 3 tháng sau đó, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt Đức Hồng Y Sean O'Malley của Boston làm chủ tịch của ủy ban này. Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomeo được trao tặng giải thưởng đại kết. Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, đã được trao tặng giải thưởng đại kết Thánh Nicola hôm 5 tháng 12 năm 2016 vừa qua tại thành phố Bari, miền nam Italia, nơi có di hài của Thánh Nicola. Trong điện văn chúc mừng Đức Thượng Phụ, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi giải thưởng này là một sự nhìn nhận đầy ý nghĩa và là một dấu chỉ biết ơn đối với Đức Thượng Phụ vì sự dấn thân thăng tiến sự hiệp thông ngày càng sâu đậm hơn giữa tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Francesco Cacuzzi, Tổng giám mục giáo phận Bari Bitondo, sở tại, Đức Thánh Cha Francisco cũng cho biết ngài hiệp ý với Đức Bartolomeo để tôn kính Thánh Nicola, giám mục thành Mira, có hài cốt được giữ tại Bari từ gần 1.000 năm nay. Ngài phó thác cho sự truyền cầu của Thánh Nicola rất được kính mến tại Đông và Tây Phương, lời cầu nguyện chung, xin cho các tín hữu Kitô đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn, hằng mong ước. Trong diễn văn tại Vương cung Thánh đường Thánh Nicola khi nhận giải thưởng, Đức Thượng Phụ Bartolo khẳng định rằng các tôn giáo có một vai trò cơ bản trong việc kiến tạo, khởi xướng và củng cố một nguyên tắc hiệp thông để cộng tác và cảm thông lẫn nhau, nhờ đó đẩy lui được những trào lưu cực đoan, duy căn trong tất cả các xã hội và tôn giáo. Đức Thượng Phụ cũng cho biết, ngài đã nhận giải thưởng này như một dấu chỉ ngôn sứ về sự hiệp nhất của tất cả các hội thánh của Thiên Chúa.